Vâng, em lại xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một số cái mặt hàng hoa lan này, giá nó hợp lý rồi. Mã số 1 này các bác này, đây là giò kiều tím nhá. Cái này thì nó đây này, những có những thân nó đang sưng nụ này các bác này. Cái này thì nó bị xuống mất một số lá, nó còn ít lá thôi. Em thanh lý cho các bác nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em gửi đúng cây đúng hình nhá. Thì cái này thì dễ, nó cũng đã bám vào cục rớn này rồi nhá. Các bác cứ yên tâm, cái này nguyên rẻ, nguyên rẻ nhá. Mã số 1 150.000. Kiều tím miền Trung nhá các bác nhá. Mã số 1 150.000 đấy. Gửi đúng cây đúng hình cho các bác nhá. Các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Đấy. Các bác nhìn kỹ giúp em đấy, em gửi đúng cây đúng hình cho các bác. Đấy. Mã số 2 này các bác này. Đấy, mã số 2 thì nó đẹp như này nhá. Đây, nó như này nhá. Đấy. Mã số 2 của em có giá 200.000 thôi. 200.000 nhá. Cho mã số 2. Này em thanh lý một số cái giò nó nhỏ nhỏ. Mã số 2 200.000. Mã số 3 này các bác này. Mã số 3 này, một giò kiểu mỡ gà rừng nhá. Mã số 3 của em có giá 600.000. 600.000 cho mã số 3. Giò này nó to, nó đẹp nha các bác nhá. Nó to, nó đẹp, giá nó khác nhá. Cái này cũng hơn cân gà, hơn cân kiểu trồng năm nay, hơn năm nay rồi. Mã số 4 này, giò kiểu vuông Lộc Bắc nhá. Mã số 4 này. Đấy, kiểu vuông Lộc Bắc 250.000. 250.000 cho mã số 4. Đây là kiểu vuông Lộc Bắc này. Mã số 5 này, giò trồn rất là đẹp đấy nha các bác nhé. Nó cũng có đang, em thấy là đang bắt đầu có lụ rồi này. Đấy. Mã số 5 280.000. 280.000 cho mã số 5 nha các bác nhé. Đấy, đuôi trồn toàn cây xếp đẹp. Mã số 6 này các bác này, giò kiều vuông Lộc Bắc tiếp này. Giò này các bác nuôi tương lai thì thành giò rất là vip luôn. Đấy. Mã số 6 kiều vuông Lộc Bắc đang nụ này các bác này. Đây, bên này đang có nụ này. 280.000 nhé. 280.000 cho mã số 6. Này các bác này, một giò kiều mỡ gà này. Đấy, một giò kiều mỡ gà như này nhá. Mã số 7 của em có giá là 320.000. 320.000. Em thấy bắt đầu nó đang sưng nụ rồi này. Đang bắt đầu sưng sưng này này các bác này. Đấy, mã số 7 nhá. 320.000 kiều mỡ gà. Mã số 8 này các bác này. Mã số 8 đây là một chậu hoàng nhạn nhá. 200.000 thôi. 200.000 cho mã số 8. Đấy. Cái này là hoàng nhạn nhé. 200.000 cho mã số 8. Mã số 9 này. Mã số 9 đây là một giò cáo nha các bác nhé. Đấy. Cáo lá xếp bản lá rất là ngắn này các bác này. Bản lá ngắn là dày rất là vip nhé. Mã số 8 cáo nha các bác nhá. Cây này thì đang có một cái nụ này, cái cây này này đang có một cái nụ ở kẽ lá nhé. Mã số 8 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, vẫn là cáo này. Các bác thấy lá nó ngắn, nó đẹp không? Cây toàn cây xếp đẹp. Đấy, cây toàn xếp đẹp, lá thì lá ngắn lá dày nhé. Mã số 9 đấy, của em cũng có giá là 300.000. Cũng có giá 300.000 nha các bác nhé, cho mã số 9.
mã số 10 này các bác này. Mã số 10 này, một giò cáo này có 5 cây. Mã số 10 nhé. Đấy, 5 cây. Của em có giá là 400.000. 400.000 một chậu như này nhé các bác nhé. 400.000. Cho mã số 10. Mã số 11 này các bác này. Cái này cũng có 5 cây này. Cái này 5 cây to như này nhé. Mã số 11 của em có giá 450.000 nhé. 450.000 cho mã số 11. Đấy. Mã số 12 này các bác này. Một giò cáo 6 cây nhé. Một giò cáo này có 6 cây rất là đẹp luôn nhé. Mã số 12 của em có giá là 550.000. 550.000 cho mã số 12 nhé các bác nhé. Cho mã số 12. 550.000. Rất là đẹp luôn nhé. Mã số 13 này các bác này. Một giò đen rô hồng này. Mã số 13 của em có giá là 250.000 nhé. 250.000 cho mã số 13. Đen rô hồng. Một giò rất là to luôn đấy, em buộc nó vào nó không xòe to lắm. Mã số 14 này các bác này, một chậu đen rô hồng tiếp theo, à một chậu đen rô tiếp theo này. 250.000 nha các bác nhé. 250.000. Cho mã số 15. Cho mã số 15. Đây là đen rô nha các bác nhé. Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì ngoài bán lan ra thì em vẫn lên những cái mặt hàng đặc sản của Lai Châu để gửi tới các bác. Tam thất đen này các bác này. Tam thất đen là một trong những loại rất quý này. Đây này, đen xì này các bác này. Riêng kiếm được cái tam thất đen này gần như chỉ có ở Lai Châu này. Đấy, đen xì như này nha các bác nhé. Lõi này, lõi nó đen này. Em vừa bẻ nó ra này. Đấy, dòng này là rất là quý nha các bác nhé. Tam thất đen này thì em bán với giá là 900.000 một kg nhé các bác nhé. Tươi nguyên, cái này còn tươi nguyên nhé, không phải tam thất khô đâu nhé. Tươi nguyên, đấy, thơm nước luôn, bẻ ra cái thơm nước luôn các bạn. 900.000 cho một kg nhé các bác. Cái dòng này thì nó là tam thất tươi chứ không phải khô nhé. Em phải nói rõ với các bác nhé, bán cho bác là hàng tươi ý. Tươi nguyên nó mới đảm bảo chất lượng được. Đấy, 900.000 cho một kg. Các bác lấy 1 kg hay là nửa cân em cũng bán nhé. Nửa cân em bán. Đấy. Về các bác có thể là giã ra các bác hầm xương. Hầm xương hay là hầm thịt ăn rất là ngon luôn. Hoặc là các bác rửa sạch đi, các bác thái mỏng nhé. Ngâm mật ong. Ăn rất là tốt. Bồi bổ sức khỏe cực kỳ tốt. Đấy. Hoặc là bác nào uống rượu, các bác cứ thả cả củ như này vào ngâm rượu. Đấy. Ngâm rượu uống được, mà là các bác hầm xương, hầm thịt, nấu canh các thứ canh đấy, hoặc là ngâm mật ong là ăn rất là ngon nhé, rất ngon đấy. Tiếp theo là em có đặc sản nữa nhé. Đặc sản đây, lại lên tiếp nha các bác nhá, mật ong nhá. Mật này là mật đắng nhá, mật này là mật đắng, mật con ong mật nó hút cái hoa của cây thuốc phiện đấy các bạn. Vì cái này gần như chỉ có Lai Châu thôi. Gần như Lai Châu Sơn La thì dân người ta hay trồng trộm với cây thuốc phiện thì nó có thôi, chứ còn bình thường ra các nơi khác gần như không có đâu. Vùng núi Tây Bắc này thì người dân người ta trồng trộm trong rừng sâu. Mùa này thì cây thuốc phiện nó đang mùa hoa như các bác nhá. Mật đắng này là em bán 700.000 cho một cái chai như này nhé. 700.000 một chai. Đấy. Cái này thì em nói thật các bác ý, nó chỉ có bây giờ nó đang mùa hoa mới có thôi, chứ còn để sau thì gần như không có đâu. 700.000 cho một chai mật ong đắng. Cái này đắng không phải là đắng ngắt đâu nhé các bác nhé. Nó vừa đắng vừa ngọt ngọt nhé. Vừa đắng vừa ngọt ngọt, rất là dễ dùng. Đấy, cái này là một trong những cái vị thuốc và vị cái chất bổ là ăn vào là rất tốt nhé. Nó vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt chứ không phải là đắng hẳn đâu nhé các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, các bác nhìn sướng chưa,
mật ong rừng này, nguyên tổ này. Đấy, mật ong khoái này, con ong khoái này nha các bác nhé, con ong khoái chứ không phải ong mật đâu. Cái dòng ong khoái này thì nó là rất là khó thuần đấy các bác, không gần như là không thể nuôi được nó đâu, gần như là không thể nuôi được đâu. Đấy, nó chỉ sống tự nhiên trong rừng thôi. Đấy, không nuôi được cho nên là cái mật này nó mới là chuẩn nha các bác nhé. Cái mật ong như này thì cái tổ này được mấy cân nhỉ? 6 cân. Cái tổ này là được 6 cân nhá các bác nhé. Nếu mà các bác mà lấy lẻ ấy, lấy lẻ khoảng tầm 2 cân đổ lên nhé. 2 cân đổ lên em bán với giá là 260.000 một kg nhé. 260.000 một kg cho cái mật ong như này nhé. Sao này các bác này, mã số 16 này, giò sơn thủy tiên VIP chưa? Chi chít nụ luôn, nụ rất là nhiều nhé các bác nhé. Cả những cái nụ dài như này này, đây này, nụ dài này, nụ dài này, nó còn rất nhiều cái nụ ngắn như này. Đấy, rất nhiều cái nụ nó đang thòi ra như này nhá. Mã số 16 của em có giá là 480.000 nhá, 480.000 cho mã số 16, rất nhiều nụ luôn các bác ạ. Mã số 17 này, đấy, giò này thì cũng nhiều nụ nhưng mà nụ nó đã dài, đa số là nụ dài rồi nhé các bác nhé. Đây này, đấy, nụ này. Mã số 17, ui giời, đây nó còn cả mấy cái nụ ngắn nữa này các bác này. Của em có giá là 600.000 nhé, 600.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này, sơn thủy tiên tiếp theo này. Đấy, mã số 18 của em có giá là 480.000. 480.000 một chậu rất đẹp, nó thuần rồi nha các bác nhá. Rễ nó đã ăn hết vào, bám chặt vào rớn này. Đấy, mã số 18 nhá. 480.000. Mã số 19 này các bác này, một giò tam bảo sắc rất là nhiều nụ luôn. Chi chít nụ này. Đấy. Mã số 19 nhá. 350.000 cho mã số 19. Đấy, rất nhiều nụ nha các bác nhá. Quả cực kỳ thơm. Mã số 20 này các bác này. Đấy, một giò to bự như này nhá. Mã số 20 của em có giá là 800.000 nhá. 800.000. Cho mã số 20. Tam bảo sắc nha các bác nhá. Đang rất nhiều nụ luôn. Đấy. Đang có nụ hết rồi này các bác này, đây này, nụ ở đấy, nụ nó dài dài này. Mã số 21 này các bác này, tam bảo sắc tiếp này. Mùa này tam bảo sắc đang nụ, đang hoa thì đang nụ thì hoa nó rất là thơm nhé các bác nhá. Mã số 21 nhá. Mã số 21 của em có giá là 480.000 nhá. 480.000 thôi cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, một giò tam bảo sắc đây này, tiểu cảnh, chơi tiểu cảnh, cây này đang có một cái nụ này, hai cái nụ này. Đấy, cây này đang có một cái nụ này. Đấy, cây này một cái nụ nữa là 4 này. Mã số 22 nha các bác nhá. Mã số 22, 200.000, 200.000 thôi, lấy các bác 180.000 thôi, 180.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này, một giò đùi gà tròn đang đầy nụ này. Đấy, đang rất nhiều nụ nhé. Mã số 23 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, một giò cáo này, cái này có 5 cây nhé. Mã số 24 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, một giò đùi gà tròn này. Đây này, nụ này. Đấy, nụ đây các bác nhá. Mã số rất nhiều mầm gốc luôn các bác ạ. Mã số 25 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 25, đùi gà tròn. Mã số 26 này. 26 là một cái giò cáo này các bác này.
450.000 nhé, 450.000. Cáo này có 5 cây, nó bị tụt mất lá chân thì em bán rẻ đi thôi. 450.000. Cho mã số 26. Thôi cái đấy không bán. Giống. Mã số 27 đây các bác này. Một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Hoa rất tím rất là đẹp nhé. Mã số 27 150.000. 150.000 cho mã số 27. Mã số 28 này các bác này. Giò này thì siêu đẹp luôn nhé. 200.000. 200.000 cho mã số 28. Hạc vĩ thiên cung nữ bố. Mã số 29 này các bác này. Chúc Phật bà, hoa rất là thơm, mầm gốc đang lên rất nhiều này các bác này. Mã số 29 của em có giá 300.000. 300.000 cho mã số 29. Mầm gốc đang lên cũng tương đối nhiều đấy các bạn. Nó vẫn còn đang có nụ nhá, nó vẫn còn đang có nụ. Mã số 30 này. Mã số 30 này các bạn này. Một giò đuôi chồn này. Đấy, một giò đuôi chồn đang rất là đẹp nhá. Mã số 30 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000. Cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này. Một giò tóc tiên hương dừa nhé. Một giò tóc tiên hương dừa 200.000. 200.000. Cho mã số 31. Cái này nó là tóc tiên hương dừa nhé các bác nhé. Mã số 32 này các bác này. Một giò đuôi chồn này. Mã số 32 này. Nó đang có mấy cái nụ đây này các bác này. Đấy, một nụ, hai nụ, ba nụ này. Ba nụ. Em mới nhìn thấy có ba cái thôi. Mã số 33 nhá. Cái này 33 nhá các bác nhá. Của em có giá là 280.000. 280.000. Cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này, cũng vẫn là đuôi chồn tiếp này. Mã số 34 cũng 280.000 nhé. Cũng 280.000. Cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này. Đấy, một giò nhất điểm hoàng nhé, nhất điểm hoàng hay nhất điểm hồng nguyên bản nhé các bác nhé. Về các bác nhà bác nào có cây thì các bác ốp vào cây xanh. Đấy, hoa rất là thơm luôn. Mã số 35 nhé. Mã số 35 của em có giá 150.000. 150.000 cho mã số 35. Mã số 36 này các bác này. Một đôi cái đen dâu trắng nhá. Mã số 36 hai giò như này 120.000. 120.000 cho mã số 36. Đen dâu trắng tiếp theo này các bác này. Đấy, một đôi như này. Đấy. Cái giò mã 35 hoa nó thế này nhá các bác nhá. Mã số 36 của em có giá là 150.000. 150.000 cho hai giò nhá các bác nhá. Cho hai giò. Mã số 36 150.000. Mã số 37 này các bác này. Một giò tam ở sắc này thì đỉnh cao của chất lượng luôn. Cây toàn cây xếp, cây đẹp này. Đang nụ đây nhá các bác nhá. Đang nụ này. Đấy, nụ này. Một nụ này, hai nụ này. Ba nụ này, bốn nụ này. Năm nụ, năm cây, năm cái nụ nhá. Của em có giá là 450.000 nhá. 450.000. Cho mã số 37. Cây nó xếp nó đẹp thì giá nó khác nha các bác nhé. Đây này các bác nhìn toàn cây VIP, cây chất lượng cao này. Bản lá dày lá ngắn nhé. 450.000 cho mã số 37. Một nụ này. Hai, ba, bốn, năm nụ. Năm nụ thôi. 450.000 cho mã số 37.
Mã số 38 này các bác này, một cây nhãn 4N này. Cũng 450.000 nha các bác nhá. Cũng 450.000. Cho mã số 38 nhãn 4N này, cái dòng này hoa rất là đẹp nha các bác nhá. Hoa nó màu nó đậm và cực kỳ thơm. Chơi ngoài chơi hoa, chơi thân lá nó cũng đã đẳng cấp rồi nha các bác nhá. Đấy. 450.000 cho mã số 38 nhãn 4N nha các bác nhá. Mã số 39 này. Mã số 39 là một cái giò quế trắng tháng 8 to như này nha các bác nhá. To bự như này nhá. Trồng tròn bốn xung quanh này. Mã số 39 của em có giá là 1.200.000 nha các bác nhá. 1.200.000, nó hơi nặng một chút. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em nhá, trồng tròn bốn xung quanh. Cho mã số 39. Mã số 40 này các bác này. Đấy, một giò quế trắng tháng 8 này. Có 1 cây 2 3 4 5 trồng theo thế mẹ con nhá các bác nhá. Mã số 40 của em có giá là 450.000. Quế trắng tháng 8. 450.000 cho mã số 40. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, thì mong các bác ủng hộ nhá. Em xin chào tất cả các bác.